À, cũng giống như cái động tác lúc đầu mà mình chỉ mọi người đó, cái động tác cơ bản khóa chân đó là nhiều những thử nha, mình nhắc lại một lần nữa nha. Rồi, gấp gối kẹp sát cột giữ mũi chân không giữ thẳng, đúng rồi, tay em ra. Rồi bây giờ như thử đi nha, nếu một đứng thì mình phải dùng nhiều lực hơn thì mới có độ xoay, đúng không? Mình giữ dáng được nhưng mà cột nó không xoay nữa, tại vì cái đà nó hết rồi. Hay là như đi tập